Hello, xin chào tất cả các bạn, lại là Đam Mê Cá Vàng đây. Như các bạn đã biết thì trùng huyết và trùng chỉ là loại thức ăn rất là có lợi cho hệ tiêu hóa của mọi loại cá. Là loại thức ăn dinh dưỡng bao gồm axit amin và các khoáng chất hỗ trợ cá được phát triển nhanh hơn, đầu mau lên hơn. Và đặc biệt là đối với cá vàng thì cá vàng rất là ham ăn trùng luôn, được gọi là món ăn khoái khẩu của nó. Nhưng mà trùng huyết thì phải sạch thì mới đảm bảo được sức khỏe cho cá. Đến với Đam Mê Cá Vàng thì các bạn không còn lo lắng về chất lượng nữa mà giá cả là hết sức phải chăng. Một ngày thì các bạn chỉ cần cho ăn từ 1 đến 2 lần với lượng trùng vừa đủ thì cá sẽ phát triển tốt hơn. Trùng huyết của Đam Mê Cá Vàng luôn tươi mới, sạch sẽ, an toàn mà giá cả lại phải chăng. Mà Đam Mê Cá Vàng còn có các chương trình chăm sóc khách hàng rất tốt nữa. Đến với Đam Mê Cá Vàng, bạn không những được tham khảo cách chăm sóc cá nè, mà được hướng dẫn tận tình nữa nè, cách cho ăn trùng huyết đông lạnh đúng cách, mà bạn còn nhận được những phần quà nho nhỏ mỗi lần mua hàng nữa. Hãy nhấc máy liên hệ ngay với Đam Mê Cá Vàng qua hotline 0869 242 393 hoặc là inbox fanpage để mà mua ngay những sản phẩm trùng huyết chất lượng nhất nha. Cảm ơn các bạn nè.